Boss, một sát thủ chưa từng thất bại bất kỳ nhiệm vụ nào, giá cao gấp 10 lần bình thường. Tiền nong không thành vấn đề. Sê Lốc Huy, tên khốn dám cản đường ta. Sáng đi chỉn chu, đọc báo mà biên độ đầu không hề di chuyển. Kính dâm, găng tay, hành tung rất bất thường. Hoàn thành nhiệm vụ chưa? Chưa.